Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác một siêu phẩm xe đạp đua full carbon và sử dụng bộ group là đua dây nhưng mà là đồ group chạy bằng điện. Đấy, và cái giá bán của chiếc xe chỉ có là 33.800, một mức giá nó vô cùng là hợp lý cho một chiếc xe xài group Shimano đua dây điện, một cái loại group nó là cao cấp nhất của dòng xe đua địa hình rồi. Và đùi đạp rồi cũng phanh ba mảnh là Ultega, vành là vành carbon cao bản toàn bộ khung, rồi thì cọc yên rồi ghi đông full tất tần tật là carbon hết, thương hiệu Obia, một cái thương hiệu mà nó cũng rất là nổi tiếng của Tây Ban Nha. Tông màu này về là tông màu trắng chủ đạo, cực kỳ là đẹp, rất là thể thao. Toàn bộ khung đây các bác nhìn thấy trên hình, toàn bộ là full carbon hết, từ những cái chi tiết cồn bát rồi ống đèn đây nó cũng là carbon này, ghi đông dạng ghi đông phốt tăng dạng liền, rất là đẹp. Ô bia cũng dẹp khí động học, bản rất là to, cực kỳ là cơ bắp và rất là chắc chắn, khỏe mạnh, rất là đẹp, thương hiệu rất là nổi tiếng của Tây Ban Nha. Đường cái giống đứng được ở bo cong, bo cùng với cả cái vành nhìn rất là mềm mại, rất là đẹp. Đây là cục pin của bộ group điện được gắn ở đây. Đua dây điện đây, motor, nạp đĩa và motor đây, rất là cao cấp của dòng Shimano về xe đua rồi. Đây sau nguyên một bộ group điện, sử dụng đùi đạp trục rỗng của Ultega và cặp phanh ba mảnh cũng là của Ultega luôn. Mặt sau của xe đây chính là xe các thứ là còn là rất là mới, nó nhìn trên hình lớp sơn còn là tương đối là bóng bẩy, chỉ có do là xuất hiện những cái vết xước do đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Cọc yên carbon luôn, cọc yên này nó rất là ngắn. Cặp vành được sử dụng cặp vành carbon cao bản của Fastfit. Bánh 700C mà như khối lỗ đi vòng. Đây, trên ghi đông. Tôi cả sử dụng tay lắc đua dây group điện dạng bấm, các bác nhìn đề này, nhìn đề này đấy, nó là dạng bấm, nghe cái tiếng rất là hay, các bác nghe tiếng giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video.
xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 57 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Và chiếc xe này nó có cái gióng đứng nó cũng rất là cao, thì sẽ phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m75 đến khoảng 1m85-90 đi chiếc xe này cũng vừa 75-85-90. Vành đi với cái xe này, lúc chuyển động cực kỳ đẹp, quay xa xa cho các bác nhìn, chuyển động rất là nhạy đường điện. Đồ điện này thì nó có cái độ chuẩn xác, nên tầng chuẩn xác hơn là cái đồ cơ rất là nhiều. Thì chiếc xe đang có giá bán như em đã thông báo ngay từ đầu video là 33.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đang lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.